Dạ bà Cô Huệ, xin chào tất cả các anh chị. Mình đang xem kênh của Huệ ở Tu Sài Gòn anh chị nhé. Thì hôm nay 22 tháng 5 Cô Huệ sẽ báo giá nhanh cho anh chị những mẫu xe hiện tại đang trưng bày bên chỗ của Huệ ở Tu Sài Gòn anh chị nhé. Ước ý mẫu nào cứ liên hệ trực tiếp với em 0937 003355 anh chị nhé. Đầu tiên em có cho mình Toyota Corolla Cross 2020 anh chị nhé, nhập khẩu từ Thái Lan, đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu đi chỉ 15.000 cây. Phiên bản này là 1.8V máy xăng cao cấp anh chị nhé, 735 cũ. Bên này em có một mẫu xe đến từ nhà Chevrolet này, Chevrolet Cruze 2016, đăng ký biển tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, xe đi 65.000 cây anh chị nhé, pháp nhân đang đứng là công ty, 350 triệu anh chị. Mẫu xe nhỏ gọn dễ thương, đi thành phố thì đúng bài luôn anh chị. Toyota Vigo 2019 phiên bản 1.2AT số tự động, nước sơn màu trắng, đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh, đi 66.000 cây, 325 triệu cho chiếc Toyota Vigo này anh chị nhé. Ford Focus 2.0 S-Box là phiên bản cao cấp nhất anh chị, 2013, nước sơn màu xám, đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh, odo 67.000 cây. Em đang chào bán với giá là 360 triệu bao sang tên thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhé. Minh anh chị nhé. Kia Cerato 2016, đăng ký biển số tại tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu, nước sơn màu trắng, đăng ký biển số tại tỉnh, odo 33.000 cây, bao test hãng thoải mái anh chị nhé, 445 triệu. Mẫu xe MPV đa dụng cỡ lớn đến từ nhà Kia, Kia Sedona 2016 phiên bản máy xăng 3.3, xe sơn đổi màu thành màu xanh ngọc anh chị nhé. Biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, đi 85.000 cây, 630 triệu anh chị. Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid xăng hay điện 2020, đăng ký biển số tại tỉnh, đi 39.000 cây, 799 triệu bao sang tên anh chị nhé. Đang hiện tại đang là biển số tỉnh. CRV, à chiếc này em bán rồi, em xin phép bỏ qua. VinFast Lux A 2022 phiên bản bay tiêu chuẩn, đăng ký biển tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, đi 10.000 cây anh chị nhé, 670 triệu cho chiếc VinFast, đã từng lên tới cả tỷ bạc, bây giờ là 670 triệu sau một năm anh chị. Toyota Prius 2020, đăng ký biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, 1.5 số tự động, nước sơn màu nâu đồng, đi 68.000 cây, 560 triệu anh chị. Honda CRV 2019 nhập khẩu Thái Lan, phiên bản L cao cấp nhất anh chị nhé, đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng luôn, đi 56.000 cây, 815 triệu anh chị. Và anh chị đã lựa chọn được một mẫu xe nào chưa? Liên hệ ngay với cô Huệ anh chị nhé. Em xin cảm ơn và em xin chào.